Mong muốn trở thành diễn viên. Làm sao để trở thành đạo diễn? Cần những kỹ năng nào để trở thành quay phim? Mọi thắc mắc liên quan tới khối ngành nghệ thuật được giải đáp, giới thiệu thông tin cơ bản về 8 khoa đào tạo trình độ đại học, học bổng trong và ngoài nước tại gian hàng của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội trong sự kiện Ngày hội tuyên truyền hướng nghiệp năm 2024. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành, đặc biệt các ngành hiếm, ngành truyền thống khó tuyển sinh. 12 gian hàng cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ, trong đó có Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội xuất hiện trong sự kiện, thể hiện vai trò công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch đối với sự nghiệp phát triển chung của đất nước. Cũng trong khuôn khổ Ngày hội tuyên truyền hướng nghiệp năm 2024, tọa đàm đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trong thời kỳ chuyển đổi số và cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường được diễn ra trong bầu không khí sôi nổi với sự góp mặt của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, các chuyên gia cùng đông đảo học sinh, sinh viên. Đây chính là nơi các bạn trẻ được giao lưu, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia, giảng viên, nhà quản lý văn hóa để mở rộng cơ hội, lựa chọn về nghề nghiệp cũng như định hướng sau tốt nghiệp. Những màn trình diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc được thể hiện bài bản bởi các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp góp phần tô điểm cho sự thành công của Ngày hội tuyên truyền hướng nghiệp năm 2024 được tổ chức tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 4 tháng 5.